Ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua là hạn chót mà khối cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đặt ra đối với lãnh đạo chính quyền quân sự ở Niger. Theo đó thì họ phải khôi phục tổng thống bị lật đổ Bazoum hoặc là đối mặt với nguy cơ can thiệp quân sự. Chính quyền quân sự ở Niger thì đã bác bỏ tối hậu thư này trong khi hạn chót đã qua. Thế nhưng chưa có động thái nào cho thấy rằng các nước láng giềng Tây Phi sẽ sớm tiến hành kế hoạch quân sự đối với Niger. Đường phố ở Niamey, Niger vào sáng nay, một không khí yên bình trái ngược với những lo ngại của nhiều nước về khả năng xung đột nổ ra ở một trong những quốc gia bất ổn nhất Tây Phi. Hôm qua, người phát ngôn của ECOWAS tuyên bố, khối này sẽ tổ chức một cuộc hội nghị đặc biệt để thảo luận về Niger vào ngày mùng 10 tháng 8. Động thái này đánh đi tín hiệu rằng giải pháp can thiệp quân sự vẫn chưa được ECOWAS sử dụng đến. Quân sự không phải là lựa chọn của chúng tôi. Đó là phương án cuối cùng. Chúng tôi muốn ngoại giao phát huy tác dụng. Và chúng tôi muốn thông điệp này được truyền tải rõ ràng tới các nhà lãnh đạo của chính quyền quân sự ở Niger, rằng chúng tôi đang cho họ mọi cơ hội để đảo ngược những gì họ đã làm và đưa đất nước trở lại trật tự hiến pháp. Theo giới quan sát, có một số lý do khiến ECOWAS chưa hành động. Đầu tiên, sự ủng hộ đối với kế hoạch can thiệp quân sự của ECOWAS không đồng nhất. Trong khi bờ biển Nga và Senegal tán thành kế hoạch do Nigeria khởi xướng, chính quyền quân sự ở Burkina Faso, Mali và Guinea cực lực phản đối, thậm chí ra mặt ủng hộ Niger. Một phái đoàn của Burkina Faso, Mali đã tới Niger ngày hôm qua để bày tỏ sự đoàn kết. Chúng tôi sẽ không cho phép can thiệp quân sự vào Niger. Điều này đe dọa tới sự tồn vong của chúng tôi. Giới phân tích cho rằng Nigeria nước khởi xướng kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã vội vàng khi đưa ra tối hậu thư mà chưa tham vấn với tất cả các nước. Một số quốc gia trong khu vực nhưng không thuộc ECOWAS là Algeria và Chad cũng lên án mạnh mẽ ý tưởng của Nigeria, cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Ngay cả trong trường hợp tập hợp được sự đồng thuận cần thiết để can thiệp vào Niger, các nước Tây Phi cũng vấp phải rào cản pháp lý vì sự phản đối từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn đang bị chia rẽ vì xung đột ở Ukraine.